Mừng vui lên, hallelujah, vì Chúa đã sống lại. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay Đức Giêsu đã phục sinh, Ngài đã sống lại thật, Ngài đã mở tung cửa mộ vào sáng phục sinh. Kitô giáo không kết thúc bằng thập giá và phần mộ. Đức Giêsu bây giờ là đấng tràn trề sự sống mới. Xác Ngài không còn nằm đó, nhưng Ngài đã trỗi dậy. Ngài vẫn đi với ta trên cùng một con đường. Ngài vẫn ở lại nhà ta, dù ta đóng cửa vì sợ hãi. Chúng ta vẫn thường tìm sai địa chỉ của Ngài, bởi ta không tin Ngài đã sống lại thật. Nếu chúng ta tin Ngài là sự sống và là nguồn sống, thì cuộc đời chúng ta sẽ chẳng như xưa. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin tỏ mình ra cho chúng con thấy Ngài mỗi ngày, để chúng con tin là Ngài đang sống, đang đến và đang ở thật gần bên chúng con. Hallelujah! Đức Kitô đã sống lại. Lạy Thiên Chúa Cha, chúng con hớn hở vui mừng trong ánh vinh quang của Ngài. Chúng con vui mừng, chúng con hướng về đấng đang sống, đang ngự bên hữu Ngài. Đấng được siêu tôn, vượt trên mọi sức mạnh, mọi uy quyền và phẩm vị. Đức Giêsu đã sống lại, bà Maria đã phải cuống cuồng, choáng váng trước ngôi mộ trống. Đức Giêsu mất tích rồi, chuyện gì đã xảy ra? Ai đã lấy mất xác của Người? Còn chúng con được chiêm ngưỡng một Đức Kitô đang sống động. Tâm trí chúng con không phải thất thần, không phải tuyệt vọng nữa. Bởi lẽ Đức Giêsu của chúng con đang sống. Chúng con có một niềm hy vọng. Chúng con thuộc về công trình tạo dựng mới của Người. Chúng con có thể nhìn cuộc đời này bằng một nhãn quan mới mẻ, có thể suy nghĩ một cách lạc quan yêu đời. Chúng con có thể nói những lời khôn ngoan và hiểu biết. Vì lẽ Ngài đã sống lại, nên chúng con vững dạ an lòng. Và dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, chúng con sẽ không còn phải bối rối nữa. Thiên Chúa đứng về phía của chúng con, và không có gì có thể tách chúng con ra khỏi tình yêu của Ngài được. Đức Giêsu đã sống lại. Ông Phêrô hẳn là đã rất hối tiếc. Ôi, mình thật quá tệ bạc với Chúa. Quả quyết đã là sẵn sàng chết vì Chúa, thế mà lại bỏ chạy mất tiêu. Giờ thì Người đã ra đi thật rồi. Nhưng nay thì chẳng có lời trách móc nào cả. Đức Giêsu đã đi bước trước, cho chúng con được hòa giải với Người. Chúng con được cùng ngồi với Người. Chúng con sẽ được ngồi cùng Người bên hữu Chúa Cha. Và vì Người đã sống lại, chúng con được giải thoát khỏi luật của tội và sự chết. Chúng con được thứ tha, và mọi chuyện đã khép lại. Bửu huyết của Đức Giêsu đã thanh tẩy chúng con, và vì Người hằng sống nên sức thanh tẩy này thật là mạnh mẽ. Dù hiện nay sự sống của chúng con vẫn ẩn tàng nơi Đức Kitô, nhưng một ngày kia chúng con sẽ được cùng Người xuất hiện vinh quang. Đức Giêsu đã sống lại. Ông Gioan nhìn vào ngôi mộ trống và ông đã tin. Có lẽ ông không hiểu được tất cả mọi chuyện, nhưng ông vẫn tin. Ông nhớ lại những lời Đức Giêsu đã hứa, nhìn vào những dấu chứng là ngôi mộ trống, nhìn vào những băng vải và khăn che đầu của Đức Giêsu được sắp xếp gọn gàng.
ông đã tin. Tin vượt trên những điều mà lý trí ông mách bảo. Đức Giê-xu đã sống lại. Chuyện ấy với bạn thì sao? Đức Giê-xu hứa ban một sự sống không có kết tận, một sự sống viên mãn, tràn đầy ân sủng. Giống như mùa chay đã qua, dầu chúng ta sẽ còn phải chịu đựng ít nhiều thiếu thốn, gặp phải những khó khăn trong một khoảng thời gian nữa, nhưng chúng ta tin tưởng và hướng nhìn lên cao, vì biết rằng là điều gì đang chờ đợi chúng ta đằng sau ngôi mộ trống. Đức Giê-xu đã trỗi dậy, và trong Người chúng ta được thông dự vào lời hứa ban sự sống đời đời. Đức Giê-xu đã nhập thể, đã sống, đã đau khổ, đã chết, và cuối cùng Người đã phục sinh. Tất cả là vì chúng ta. Đấy là hạnh phúc nhất đời và đất chi căn cốt của chúng ta. Làm người ai cũng khổ và ai cũng phải chết. Nhưng may mắn cho chúng ta là chúng ta có một đích nhắm, có một niềm hy vọng. Chính Đức Kitô đã ươm mầm sự sống, đã cho chúng ta thông dự vào sự sống thần linh của Người. Thư Côlôse đã khẳng định, nếu Đức Giê-xu Kitô đã sống lại, thì chúng ta cũng được và sẽ được sống lại với Người. Những đau khổ mà chúng ta đã và sẽ phải chịu sẽ không còn là những đau khổ vô ích hay tuyệt vọng nữa. Nhìn lên thập giá tình yêu và cuộc phục sinh của Đức Giê-xu, chúng ta sẽ tìm ra cách ứng xử hợp lý nhất với những đau khổ mình phải chịu. Thập giá và cuộc phục sinh không tách rời nhau. Thập giá là dấu chứng tình yêu tha thiết. Chúng ta chọn thập giá không phải như một đích điểm, nhưng là một cuộc vượt qua. Phục sinh mới chính là đích điểm. Chúa đã phục sinh và chúng con biết rằng cuộc đời của chúng con không chỉ có thứ sáu tuần thánh buồn thảm, nhưng chắc chắn sẽ có ngày Chúa Nhật phục sinh chói ngời. Lạy Thiên Chúa, lạy Thánh Thần của Chúa phục sinh, xin tác động, xin thánh hóa cuộc sống của chúng con bằng sức thiêng của Ngài. Amen.